Trồn hương hay còn gọi là cầy hương, đây là một loài động vật hoang dã ăn thịt có giá trị kinh tế cao trên thị trường hiện nay. Trồn hương không chỉ được dùng là phương thuốc quý, mà trồn hương còn được sử dụng làm các món ăn đặc sản trong các nhà hàng. Trong thịt trồn có nhiều chất dinh dưỡng cao cùng với sự ngon, ngọt, mềm sau khi chế biến. Với giá trị thương phẩm cao và thời gian chăm nuôi ngắn, trồn hương đang được chăn nuôi phổ biến trong các trang trại trên cả nước. Nhưng muốn có được thành quả kinh tế cao đối với trồn hương, bà con cần có được những kiến thức và kinh nghiệm để có được trồn hương với giá thành cao nhất. Trong đó, một phần rất trọng yếu khi nuôi trồn hương đó là phòng chống bệnh. Khi nuôi trồn, bà con cần tuân thủ các mốc thời gian tiêm phòng cho chúng. Sau đây, thông qua kênh Nông Thôn Làm Giàu, anh Ngô Văn Thường tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội sẽ chia sẻ cho bà con những kinh nghiệm mà anh đã có được sau nhiều năm nuôi trồn hương. Xin chào bà con, tên tôi là Ngô Văn Thường, có tại địa chỉ xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Sau nhiều năm chăn nuôi, tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi con trồn hương này. Nhiều bà con thắc mắc hỏi tôi là bảo con trồn hương này có phải tiêm phòng không? Bên trại tôi là có, thì bên trại tôi tiêm 3 mũi. Mũi thứ nhất là vào 1 tháng rưỡi, mũi thứ hai là 3 tháng tuổi tôi tiêm mũi thứ hai, còn mũi thứ ba là 5 tháng. Anh Thường chia sẻ, hiện trang trại của anh đang có nuôi nhiều cặp trồn hương baby, hay còn gọi là trồn hương con, rất tiện lợi cho bà con đến tham quan tìm hiểu và luôn sẵn hàng bán cho bà con. Khi bà con mà đi tham quan các trại, thì bà con để ý cho tôi là trong trại nhiều hàng baby không? Như ở trại tôi thì luôn luôn có khoảng 35 đến 40 cặp hàng baby. Còn bà con mà đến các trại khác mà để ý mà không có hàng baby thì là họ mua về để bán cho bà con. Như ở hàng như trại tôi thì luôn luôn sẵn có hàng baby bán cho bà con. Đấy là hàng trại nhà để ra. Theo anh Thường, vấn đề chọn con giống là rất quan trọng. Con giống có tốt và chất lượng thì mới đảm bảo được quá trình chăn nuôi thuận lợi và không bị phát sinh thêm nhiều chi phí chăm sóc. Khi chọn con giống, bà con nên chọn hai loại, đó là trồn hương mặt trắng giống to và trồn hương mặt đen giống nhỏ. Để chọn con giống thì bà con lưu ý cho tôi là trồn hương là có hai loại. Một loại trồn hương mặt trắng giống to, còn một loại mặt đen thì giống nó nhỏ. Như trên tay tôi đây là con trồn hương 3 tháng tuổi, hàng baby mặt trắng, giống to, lai cam, có trọng lượng khoảng 4 đến 5 kg. Để nuôi được trồn hương baby thành công, anh Thường chia sẻ cho bà con những yếu tố sau. Tách trồn hương baby khỏi trồn hương mẹ. Sau khi tách mẹ thì cho trồn hương baby ăn thực phẩm gì để không bị nhỡ sữa, cách cho ăn như thế nào để đảm bảo sức khỏe cho chúng và làm thế nào để chữa rối loạn tiêu hóa trong trường hợp vì bản tính ham ăn nên chúng dễ ăn phải thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh. Để nuôi thành công con trồn hương baby, bà con nắm được yếu tố sau đây. Như con trồn hương tách mẹ thì bà con nên tách cho tôi xa xa ra để con trồn con tập trung nó ăn, tránh tình trạng con trồn hương nó nhỡ sữa, vì con trồn hương nó vẫn còn non nên bà con cắt chuối hoặc bóp chuối trộn với cám để cho con trồn hương ăn. Bà con không nên cho trồn ăn nhiều vào một bữa, bà con phải chia ra thành 3-4 bữa, mỗi bữa một ít, tránh tình trạng con trồn nó ham ăn, trồn hương ham ăn dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Trồn hương con bà con nên trộn cho tôi là men tiêu hóa 1 tuần 2 lần. Khi vào mùa hè, thời tiết nắng nóng là vấn đề bà con cần phải lưu ý khi nuôi trồn hương con. Và nếu mà mùa nóng bà con để ý nóng quá, bà con sẽ pha điện giải cho con trồn con uống để nó giải nhiệt cơ thể của nó. Đối với trồn hương hoang dã, thức ăn chính của chúng là chuột, chim, muối và các loại hoa quả như chuối, cà phê, rễ cây, mít. Nhưng đối với trồn hương nuôi thì thức ăn cần có cá, thịt, gà và chuối. Trồn hương baby là giai đoạn cần cẩn thận chăm sóc đặc biệt, thời điểm cho ăn và khẩu phần ăn là rất quan trọng.
với chồn hương baby, buổi sáng là bữa ăn phụ với thức ăn là chuối thái nhỏ, còn bữa ăn chính lại là buổi chiều với các loại cháo như cá và gà. Cá sống là thức ăn yêu thích của chồn hương và cũng là thực phẩm nhiều dinh dưỡng kích thích tính ham ăn cho chúng. Một tuần, bà con nên cho chúng ăn 3 bữa. Tuy vậy, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của chồn hương baby, cá sống cần được chế biến sạch và đảm bảo vệ sinh, tránh chồn bị đau bụng. Sau khẩu phần ăn của con chồn hương baby, sau một tuần tôi tách ra cho ăn, thì bữa phụ sáng là ăn chuối thái nhỏ, buổi chiều tôi cho ăn cháo cá, cháo cổ gà và không thể thiếu cá sống 3 bữa trên một tuần để kích thích cho con chồn con ham ăn. Bà con lưu ý khi cho chồn con ăn cá sống phải mổ sạch sẽ và đánh vẩy để tránh tình trạng chồn con ăn phải mật cá sẽ gây đau bụng cho chồn con. Đối với chồn hương con đã đủ 3 tháng tuổi, anh Thường cho biết đây là lúc bà con cần điều chỉnh lượng thức ăn để đảm bảo chức năng sinh sản của chồn hương. Sau đây, anh Thường sẽ hướng dẫn cho bà con cách cho ăn sao cho đúng với lứa tuổi này. Khi chồn con đã đủ 3 tháng tuổi, bà con cần giảm thức ăn để tránh tình trạng béo, khó sinh sản. Như nhà tôi đây, sau 3 tháng tuổi, tôi cho chồn ăn sáng chuối và đây là bữa phụ nên tôi không cho ăn nhiều. Tối là bữa chính, cho nửa bát cháo trên một con và thay đổi bữa liên tục cho chồn không nhàm chán về thức ăn. Sau những chia sẻ tâm huyết của anh Thường, để có được hiệu quả cao, giá trị kinh tế lớn, chăn nuôi chồn hương không chỉ có kinh nghiệm làm chuồng trại mà nguồn thức ăn và cách chế biến thức ăn cho chúng theo từng giai đoạn, bà con cũng cần tìm hiểu thật kỹ để có thể biết rõ hơn về kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi chồn hương, đặc biệt là chồn hương con. Bà con hãy liên hệ cho anh Thường với số điện thoại trên video. Kênh Nông Thôn Làm Giàu xin chúc bà con thành công.